trùng sa vô nạn lần nữa chứ. Chứ nhiều cái này nạn đâu có hết được. Cái nói về túi rửa mặt sạch rất được chất lượng. Mà cái rửa mặt có của anh hơn nữa. Thôi em đang dùng cái gì? Anh thắng xèo của tay âm do lửa đó gì á. Ý là anh cũng bị mụn, anh cũng bị mụn mà đang điều trị ở da liễu mà. Anh nó mụn của ông đi điều trị của ông da liễu á. Ý là anh ruột á hả? Rồi do đang đầu. Tiêu anh thận ra rồi chị. Nhìn mẹ ông này là bình thường. Nhưng mà thằng nó là kiên lắm, kiên ngọc rồi kìa. Con muốn nó dữ lắm à. Trăm lẻ năm chứ trăm rưỡi vậy, trăm rưỡi là mát đó. Ý là mua hòn à. Mua hiệu thuốc tây mua trăm lẻ năm, trăm lẻ hơn hòn vậy đó. Bác đang thích cái TikTok của bà chị nên là ngày con nãy chị. Đánh mùa đường đánh trái.
sự cho ba mẹ chồng của Vy nè. Ba mẹ chồng của Vy á, những phúc hậu cả nhà ơi, mong á là ba mẹ sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và năm nay sẽ làm ăn thật là phát đạt. Những nhà Vy sẽ lì xì cho chị chồng của Vy, chị dễ thương lắm cả nhà. Trời ơi, chồng tròn giống chồng của Vy gì đó mà tốt bụng dã man luôn nha. Tiếp theo đó là Vy sẽ lì xì cho chồng giống nhà Vy. Nói chung á là lì xì lấy hộp thôi, nhưng mà tại vì cái thứ gì rất là quan trọng với đứa nhỏ là nó bóc thì nó coi liền cái hộp luôn vậy đó. Okay.
Ôi trời, cái con nó nuốt nãy chờ luôn. Con chuyện kể nó là nó tự bị rồi đó à.